Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Húc đầu vào đá, đầu tô nứt sọ, tin xấu từ châu Âu dồn dập chút vào đầu ông Tổ. Như tờ Thời báo.d đã ví von, hành động cứng đầu của ông Bộ trưởng Bộ Công an tại Việt Nam quyết sai đến cùng, không chịu sửa mẫu hộ chiếu mới. Thậm chí Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an còn tuyên bố là tấm hộ chiếu mới là hợp với thông lệ quốc tế. Đây được xem là thái độ cứng đầu để che đậy cái sai thô thiển của Bộ Công an mà người đứng đầu và chịu trách nhiệm lớn nhất là ông Bộ trưởng Tô Lâm. Như những bản tin trước đây chúng tôi đã đánh giá, Đức lên tiếng thì sẽ có nhiều quốc gia khác trong châu Âu sẽ lên tiếng, và đặc biệt là các nước trong khối. Mới đây, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng đã ra thông báo từ chối cấp visa cho mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam vì nó không đúng chuẩn. Đây là hình ảnh thông báo từ Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam vào ngày hôm nay. Nội dung được thông báo như sau. Thông báo quan trọng: từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam, bìa màu xanh tím than. Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh được danh tính của người xin thị thực. Trước tình hình này, người xin thị thực tại Schengen cần lưu ý các điều sau. Thứ nhất là cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang màu bìa xanh tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới. Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam bìa xanh lá có thể hiện nơi sinh và vẫn còn hạn thì vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường. Những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với đại sứ quán của các nước đó để xác nhận thông tin liên quan, để tránh gặp phải khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những bất tiện này nằm ngoài ý muốn của đại sứ quán, và chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời thông tin về các diễn biến tiếp theo. Đó là thông tin của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội vừa đưa ra. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm vẫn chưa buông việc húc đầu vào đá. Như vậy là sau Đức, Tây Ban Nha đã tiếp bước gần như chắc chắn 26 nước trong khối Schengen, trong đó có 22 nước thuộc châu Âu và 4 nước ngoài châu Âu, sẽ từ chối cấp visa cho loại hộ chiếu này. Không thể có chuyện hàng loạt nước châu Âu lùi bước trước một ông Bộ trưởng Bộ Công an nhỏ nhoi được. Bên cạnh đó, ông ta đã làm sai hoàn toàn. Cũng không thể có chuyện châu Âu lùi bước trước Việt Nam vì Việt Nam cần châu Âu để kiếm tiền, chứ châu Âu cần Việt Nam ít hơn. Vì thế, hành động ngang bướng của ông Bộ trưởng Tô Lâm trước phản ứng của Đại sứ quán Đức được tờ Thời báo.d đánh giá như là hành động húc đầu vào đá là không sai tí nào. Nếu nói ông Tô Lâm cứng đầu trước Đại sứ quán Đức thì cả khối Schengen hoặc khối châu Âu đồng loạt lên tiếng, thì lúc này ông Tô không chỉ húc đầu vào một tảng đá mà húc đầu vào cả một quả núi đá. Vậy thì núi đá vỡ hay đầu ông Tô sẽ nứt, chắc ai cũng hiểu. Vụ này đang làm hộ chiếu mới của Việt Nam là bước đi đầy kém cỏi của chính trị gia ông Tô Lâm, người phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Ông Tô trên chính trường thì vẫn còn rất trẻ con, đi chưa vững. Ông bước đi một bước lại vấp một bước tiếp theo. Một số ý kiến đã đánh giá đúng là như vậy. Đây là hình ảnh tấm hộ chiếu này sẽ bị là bi kịch cho sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Như chúng tôi đã đưa tin, sự vấp ngã của ông Tô Lâm làm cho ông mất cơ hội vào chiếc ghế chủ tịch. Phúc đang ngồi đó là ghế chủ tịch nước. Không những thế, khi các nước châu Âu gây áp lực thì Bộ Chính trị cũng sẽ phải đổ lỗi cho ông Tô Lâm về vấn đề này. Xem ra sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm đang gặp sóng gió rất mạnh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khi truyền thông nhà nước giật tích câu view. Trong một video ngắn ghi lại cảnh team building của một công ty ở Cửa Lò, trò chơi múc nước
khiến hai phụ nữ nổi hứng cởi áo con để làm dụng cụ. Đã bị cộng đồng mạng phản đối và công ty đã bị phạt. Tuy nhiên, không phải vì tội có phụ nữ cởi trần mà vì cả công ty đã gây mất trật tự công cộng. Vậy tại sao hành động phụ nữ cởi trần lại bị phạt bằng tội gây mất trật tự nơi công cộng đến như thế? Đây là hình ảnh bình luận trên mạng trong nước đa phần phản đối hành động này. Nguyên nhân là do hiện nay không còn quy định cụ thể về việc xử lý đối với hành vi khỏa thân nơi công cộng. Trước đây, tại khoản 1, điều 10, nghị định 73 cho phép cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60 đến 100 ngàn hành vi không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Luật này được biết đã hết hiệu lực từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. Nếu còn hiệu lực, luật này có thể cho phép xử lý trường hợp như nhiều đàn ông cởi trần đi xe trên đường phố hay các chiêu quảng cáo dùng đàn ông cởi trần hay phụ nữ mặc áo tắm ở nơi công cộng. Cũng vì hết hiệu lực, nhiều vụ đình đám như vụ một chuyên gia marketing cùng 3 người đàn ông phi xe máy rồi chụp ảnh khỏa thân 100% trên đỉnh Mã Lý Pèng khiến nhiều người cảm thấy phản cảm nhưng cũng không thể bị phạt vì tội khỏa thân nơi công cộng. Vậy giả sử luật này còn hiệu lực thì có thể dùng để phạt vụ hai phụ nữ cởi áo lót ở cửa lò hay không? Câu trả lời là có thể không, vì theo luật này bãi biển là ngoại lệ. Bãi biển là nơi công cộng nhưng người đi biển được phép mặc quần áo lót, quần áo bơi, v.v. Nếu họ khỏa thân, họ chỉ bị cộng đồng xung quanh khó chịu chứ dùng luật là rất khó. Điều này cũng còn vì luật không thể phân biệt được giới tính. Nhiều người có thể tranh biện rằng về mặt văn hóa thì không ổn, nhưng về mặt pháp lý, nếu đàn ông cởi trần tắm biển được thì tại sao phụ nữ lại không được? Đây là hình ảnh đàn ông để ngực tắm trần ở biển. Tuy nhiên, nếu một số sự việc bị chửi mà không bị xử lý thì lại không ra sao. Chính vì thế, cơ quan chức năng đã dùng hình phạt pháp lý A, tức là gây rối nơi công cộng, để xử lý tội văn hóa B, tức là cởi trần trên bãi biển. Nghe thì rất vô lý, nhưng đây là một cách có thể để xử lý khoảng cách giữa vi phạm văn hóa và vi phạm pháp luật. Khoảng cách giữa văn hóa và pháp luật này đã khiến dư luận dậy sóng trong thời gian vừa qua. Việc dùng luật A để xử lý hình thức B như vậy là còn để xoa dịu dư luận. Cũng nhiều tờ báo và trang mạng đăng bài như thể hiện đưa ra thông điệp rằng phụ nữ cởi trần trên bãi biển sẽ bị xử phạt hành chính. Vấn đề là cách xoa dịu dư luận này có dẫn đến những hậu quả không mong muốn hay không? Thứ nhất, điều này có thể bị các tổ chức quan sát nhân quyền và quyền bình đẳng hiểu nhầm rằng luật pháp Việt Nam phân biệt giới tính. Nó cũng khiến cho người dân tự đặt câu hỏi và phán xét tính công minh của pháp luật hiện nay của nhà nước Việt Nam. Thứ hai, điều này không giải quyết cái gốc của vấn đề là một lỗ hổng của chế tài pháp luật cần được giải quyết. Đã có nhiều trường hợp khỏa thân hoặc có những hành vi quá riêng tư nơi công cộng khiến mọi người bức xúc, nhưng cơ quan chức năng lúng túng vì không có cơ chế để xử lý. Thứ ba, việc không có chế tài xử lý nên phải dùng khung hình phạt A để xử lý tội B để vỗ về yên trạng của người dân, tạo điều kiện cho việc tấn công cá nhân, sỉ nhục người ở trong cuộc trở thành vũ khí để gây áp lực với bộ máy công quyền. Dư luận xã hội tạo sức ép để chính quyền hành động luôn là con dao hai lưỡi. Trong trường hợp người bị lên án không vi phạm pháp luật mà chỉ gây phản cảm về mặt văn hóa như vụ cửa lò, sức ép xã hội có thể đã khiến chính quyền phải dùng khung hình phạt A để xử lý tội B, khiến pháp luật trở nên quá mềm dẻo đến mức thiếu nghiêm minh. Cuối cùng, rất có thể chính quyền hoàn toàn không có quyết định dùng khung hình phạt A để xử lý tội B trên giấy tờ chính thống. Sự biến tướng và hiểu lầm này đã bị báo chí và các trang mạng hóng tạo sóng cộng đồng trên mạng. Đây là vấn đề đạo đức nghiệp vụ. Việc giật tít bị phạt vì tổ chức chơi trò cởi áo ngực hứng nước ở cửa lò không những sai về mặt thông tin mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người cầm bút trong Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống báo chí của nhà nước.